Quarter final xin được phép bắt đầu. Semi hả? Semi quarter. Semi. Tập 4 ok. Ai trước? Cái gì? Con kẹt chuyện được, nghĩa là em che được.
không biết không hiểu được mới đang tay được tay nào cũng được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô nói giờ bị giam cầm rồi. Ờ, bị giam cầm. Pháo ra ném nhẹ. Còn ta pháo ra ngâm phật ngôn. Các bạn kẹt mạnh lắm nha. Hai bên bạn nít bạn nít hết bằng mũi hết. Bên bạn nít bằng mũi hết. Còn lại bạn kẹt. Trong rồng của mình vui hơn. Trời ơi. Cái ép nó đang tươi đúng không? Hai bên bạn nít bằng mũi hết. Còn lại như thế này để cùng bạn kẹt. Bạn đúng. Đánh. Một không. Đó là gì đây quên điều rồi. Câu nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao là sự trai hả? Sao là sự trai thì mình tờ khi ấp ốc bây giờ mình tờ rồi nên ngày em có đến một sắc hơn kìa. Tại mày tại mày mày sẽ xuống đây khi mày vô dở lên Yeah.
Lễ mình khỏi đi ăn gì không? Lễ khỏi đi mua ăn gì không? Lễ thì đi lấy là có đi vậy có thể đi không? Cả đám đi luôn. Well played.
Well played, well played. Không có gì cũng có nữa. À, em xin dành chiến thắng này cho Thomas nha. Có tình, có tình, có tình, nó cầm 5 kg.